Người ta gọi đó là dòng sông mẹ của các dân tộc vùng Tây Bắc, dòng sông với hàng trăm gành thác hiểm trở bậc nhất Việt Nam. Đó không chỉ là dòng sông tạo ra nguồn năng lượng bất tận, mà còn là linh hồn, bản sắc văn hóa của nhiều nền văn minh ngàn năm, làm đắm say lòng người. Đó không chỉ là dòng sông uốn lượn qua những cung bậc thiên nhiên đẹp đến kỳ lạ, mà còn là những bí ẩn với những huyền thoại, những kỳ bí tưởng rằng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích ngày xưa. Mời bạn theo chân đoàn làm phim ngược dòng sông vĩ đại này qua chuyến hành trình khám phá sông Đà từ hạ lưu, nơi nó hòa quyện vào sông Hồng lên tận thượng nguồn biên giới Việt Trung. Lại thêm một ngày lênh đênh trên sóng nước sông Đà, đoàn làm phim chúng tôi chợt nhận ra mình đang đi giữa những tầng đá cổ, không chỉ của thiên nhiên mà còn văn hóa con người của dòng sông vĩ đại nhất miền Tây Bắc. Khi mặt trời gần đứng bóng, chúng tôi đến gần một đoạn suối chảy ra từ hướng đông. Theo nhà nghiên cứu văn hóa vùng Tây Bắc Điêu Chính Tới, đây là cột mốc đặc biệt trong tự nhiên, biên giới giữa ba địa danh của ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên. Từ dòng suối Hội Pha chảy ra phía hạ nguồn thuộc địa bàn Quỳnh Nhai, Sơn La, nhưng chỉ một bước chân nhảy qua lòng suối đã là Sìn Hồ, Lai Châu, và bên kia sông là Tùa Chùa, Điện Biên. Theo truyền thuyết của người Thái ngày xưa, thì nơi này được phân chia làm địa giới săn bắn trồng trọt của các bộ tộc. Và tại nơi này còn một bia đá cổ do chính một vị hoàng tử dựng lên để xác định ranh giới, ngăn chặn sự xung đột các bộ tộc khi còn sống trong thời săn bắt hái lượm. Và đó cũng chính là ranh giới bắt đầu đi vào vùng đất Sìn Hồ nức tiếng với những tầng đá đen kỳ diệu.
Trong buổi chiều tà, chúng tôi ghé thuyền vào một bến sông xôn xao tiếng người. Đó thực sự là một công trường nơi sơn thủy thâm u. Những người làm việc nơi này cho biết đây là công trường khai thác đá đen. Thì ra loại đá mà chúng tôi luôn nhận ra ven sông với những tầng xếp lớp như những chiếc bánh lại chính là loại đá có thể hái ra tiền giữa rừng. Nơi đây thuộc địa phận xã Tá Nhé, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Người ta gọi đó là đá đen, đắc oa. Loại đá đặc biệt này được bà con dân tộc vùng cao dùng làm mái ngói, ốp tường, lát nền bởi đặc trưng rất độc đáo của nó. Thưa tất cả các bạn, trên tay tôi đang cầm một phiến đá đen, một khoáng sản độc đáo của tỉnh Lai Châu. Người dân vùng này đã tách những phiến đá đen thành những hình vuông như thế này dùng để lợp nhà. Nét đặc biệt của những phiến đá này là mùa đông thì ấm và mùa hè thì mát. Cái cách người ta khai thác đá cũng khác lạ. Không máy móc, không công nghệ. Chỉ cần một chiếc xà beng là có thể cày những phiến đá to từ dưới lòng đất lên. Và khi ấy, những người phụ nữ sẽ dùng kéo cắt chúng ra thành từng miếng theo khổ 20-20, 30-30, 60-60, theo đơn đặt hàng. Em tên là Lò Thị Sinh ạ. Em làm đây bao lâu rồi? Em làm được 4 năm rồi. Gia đình em có hai vợ chồng ở đây thôi, thường hai vợ chồng. Còn đứa cháu với ông bà già thì ở trên nhà. Một viên to này thì làm một ngày làm được thì 150 viên. Thỉnh thoảng cũng đi về một tuần, về có tháng thì nửa tháng về một lần. Ở về đây thăm con, đúng rồi. Suốt ngày đi làm, chỉ mong được đồng tiền, còn những cái ngày buồn thì tối về thì lại nhớ đến con. Với loại đá đen, khi còn nằm dưới lòng đất, đá rất mềm, dễ dàng khai thác bằng phương pháp thủ công. Nhưng khi thành thành phẩm, nó trở nên cứng cáp lạ thường. Các mỏ đá đen tập trung nhiều nhất ở địa phận Sìn Hồ, Lai Châu. Gần như không có một phương tiện khai thác hiện đại nào được sử dụng nơi này, kể cả vận chuyển cũng được chuyển đi bằng những loại gùi đặc biệt. Do các bãi đá thường nằm sâu trong núi và ven sông, nên phương tiện vận chuyển về xuôi cũng bằng đường thủy trên sông Đà. Chúng tôi chợt nhận ra loại đá đen này không chỉ được dùng làm những mái nhà treo leo trên những đỉnh núi của người Mông hay những căn nhà ven sông tráng lệ của người Thái, mà nó còn được sử dụng cho nhiều công trình, biệt thự, kiến trúc đồ sộ ở thủ đô Hà Nội như nhà hát lớn, trụ sở Tòa án Nhân dân tối cao. Với chúng tôi, sông Đà kỳ diệu đến từng viên đá.